đốt sống cổ vốn là bệnh lý thường gặp ở những người cao tuổi. Tuy nhiên hiện nay, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa dần. Thoái hóa đốt sống cổ gây ra nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Muốn phòng ngừa và điều trị bệnh lý, chúng ta nhất định cần phải hiểu rõ được những đặc điểm của căn bệnh này. Đốt sống cổ chính là cơ quan trung chuyển thông tin giữa não bộ với các bộ phận khác trong cơ thể. Cơ thể con người có tới 7 đốt sống cổ được ký hiệu từ C1 đến C7. Từ đốt C2 đến C7 giữa mỗi đốt sống có một đĩa đệm. Lớp đĩa đệm này được cấu tạo bởi mâm sụn, nhân nhầy, vòng sợi. Xung quanh các đốt sống cổ là hệ thống các gân cơ, dây chằng. Thoái hóa đốt sống cổ là tình trạng suy thoái của các đốt sống cổ. Bệnh được đặc trưng bởi tình trạng viêm và lắng đọng canxi trên dây chằng quanh cột sống. Hiện tượng này làm hẹp các lỗ sống, cản trở sự lưu thông tự nhiên của mạch máu và các dây thần kinh bên trong. Về tỷ lệ mắc thoái hóa đốt sống cổ phổ biến hơn cả ở người trung niên và cao tuổi, bởi hệ quả của sự lão hóa xương khớp tự nhiên. Ngoài ra, thống kê cho thấy cả nam và nữ giới đều có nguy cơ mắc bệnh này như nhau. Bất cứ vị trí nào của cột sống cổ cũng có nguy cơ bị thoái hóa. Tuy nhiên, do đặc điểm về sinh học, vai trò hấp thụ lực sinh ra do trọng lượng cơ thể hoặc mỗi khi cơ thể vận động, di chuyển, mà khả năng mắc bệnh ở một số đốt sống như C4, C5, C6, C7 thường cao hơn. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh này bao gồm tuổi cao, ít di chuyển, vận động, ngồi một chỗ quá lâu như nhân viên văn phòng, thợ may, tài xế lái xe, làm các công việc, lao động nặng nhọc thường xuyên như bê vác vật nặng lên vai, đầu hoặc cử động, xoay chuyển cổ quá nhiều, từng bị chấn thương vùng cổ. Tiền sử gia đình có người mắc bệnh xương khớp, thường xuyên sử dụng các loại đồ uống, chất kích thích. Các căn bệnh trên là một trong nhiều căn bệnh xương khớp dễ bị mắc phải hiện nay. Căn bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Hiện nay, phương pháp cấy chỉ Catgut đang được nhiều chuyên gia xương khớp đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu bởi tính ứng dụng cao, hiệu quả điều trị lâu dài, không gây ra biến chứng sau này cho người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.